zogameshop.vn, shop bán nick tất cả các loại game. Ngoài ra, trên web còn bán quân huy tự động, thẻ cào game và nhiều dịch vụ khác. Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đến với channel của mình. Thì ok, hôm nay mình sẽ làm video về cái vị tướng Hayate này nha. Và đây cũng là cái trận đấu mà cuối cùng để mình lên cái danh tinh anh em ạ. Ở cái nick này. Ok. Thì đó anh em ơi. Vừa là trận cuối cùng lên danh tinh anh mà mình lại thấy một cái ông bên kia anh em ạ. Thấy một cái ông bên tem bạn có một cái tên nó rất là khắm lọ anh em ơi. Đó, một cái tên nó rất là phân biệt vùng miền mà mình cũng không tiện nhắc đến à. Đó. Thì mình sẽ làm clip truy sát nó luôn. Anh em thấy gắt chưa? Được đấy. Cái thanh niên đấy là cái thanh niên slim bên tem bạn anh em ạ. Thì ok, từ từ để thì nữa mình cho anh em xem cái tên nhá. Rồi. Giết được là chiến công đầu cho tem mình rồi. Ngu người. Chạy đi đâu con sâu này. Chết đi. Ui, chết nó đi. Mày túc biến mày giết mày lúc. Đó, vẫn sống. Ôi giời ơi, Gina ơi. Mày lòi từ đâu mày lòi ra đấy bạn ơi. Chết ngoái ông cua hai thằng rồi, ngọp củ tỏi luôn rồi. Mít làm gì cái gì đây anh em ơi. Anh em có hiểu mít mình nó đang làm cái gì đây không? Trong khi đấy mít nó lên giết tem mình ngọp củ tỏi ở trên kia thì mít mình nó làm cái gì đây? Rồi, ban đùm khen mít hay quá. Ngu người anh em ạ. Alistair Bay không thấy nó hả? Trời ơi, đúng là quá hay. Ban đùm khen bạn này quá hay anh em ạ. Vâng, trận cuối lên tinh anh của mình đây, thật chất toài rồi. Đây. Cái thanh niên Slim đây rồi anh em ơi. Đó. Nó có cái tên là Ốc Lợn Nam Kỳ. Đó anh em thấy cái tên nó gọi là khắm lọ không? Nghĩ là cái tên nó gọi là vừa phân biệt vùng miền mà nó lại còn vừa tục tĩu anh em ạ. Nó láo gì đâu không à, được lắm. Phát hùng mày bỏ game đi ạ. Khuyên bạn mít một câu chân thành vậy hả? Rồi lúc nay tình kia ra đi chết ngon cua. Còn bảo mình với bạn Doom là không nhìn thấy nó lên à. Ừ. Rồi. Lại chửi nhau rồi anh em ơi. Vãi xoài trận cuối lên tinh anh của mình gặp trẻ trâu rồi anh em. Ngu người. À, không sao hết. Có ban Doom SP tốt là mình vẫn chơi được hết anh em ơi. Đây rồi. Hàng về. Rồi ui. Chói chuẩn thế, úp chuẩn thế, đắp mộ cuộc tình rồi. Tí nữa thì nó lại thành đổi thông hai mộ rồi anh em ơi. Rồi hay lắm. Ok. Ê giời, ý ơi bạn làm gì? Gích luôn. Ui, thôi. Bạn gắt lắm. Đây rồi. Đây. Này thì ốc lợn này. Mày này, ơi không chết anh em ơi. Số nó đỏ thế. Mình nghĩ vào bán phát cuối là nó chết rồi mà nó vẫn không chết. Chắc nó có cái liềm mà anh em ạ, có cái phù hiệu liềm đoạt mệnh ấy. Chán thế nhờ. Đó thì mình cũng chết đã, giết người đã. Thôi, em đi về còn hơn. Tí nó thì điếc. Thì ok, mình nói tiếp là mình rất ghét những cái vấn đề mà gọi là phân biệt vùng miền nha anh em nha. Mà nó đặt cái tên ấy, ui rồi, ui nó không có tí cảm tình nào anh em ơi. Ốc lợn Nam Kỳ ạ, đây. Mình zoom lên cho anh em xem rõ đây. Ốc lợn Nam Kỳ nha. Quá cả xoài ạ. Mình chỉ đọc lại cái tên của bạn kia thôi nha. Mình rất là ghét mấy cái tên kiểu dạng như này em ơi. Thế là phát này mình quyết định là sẽ hành cho tem bạn nát sọ. Đó, ôi dạ ơi, ý. Thôi, về đi bạn đồng ơi. Thôi về đi. Chết bây giờ, giết lúc. Ôi giời, không chết ạ, sao tem nó hên thế. Mày thế, mình có cái liềm của mình cũng đi rồi. Tem nó hên thế em. Gần chết lại chạy được kìa. Trời ơi, thế có chán không? Nói thì anh em à, như anh em nào đừng ý với cái ý kiến của mình. Cái tên của bạn là Slim bên kia nó rất là đáng giết thì anh em có thể comment xuống bên dưới giúp mình nha. Thế chứ, chưa bao giờ mình nhìn thấy cái thằng nào mà nó đặt cái tên mà nó gợi đòn như thằng Slim anh em ạ. Đấy. Rồi, mày định làm gì? Chết đi. Đây rồi, mày đây rồi, phát này mày chạy đi đâu? Mày phát này mày chạy đi đâu? Úi, để tớ giết nó cho. Tớ cay nó lắm rồi. Anh em. Cay cái thằng Slim anh em ạ. Nhìn cái tên không thể yêu thương nổi. Truy sát Slim anh em ơi. Đấy, mình chỉ chát cái câu này thôi. Mình chỉ chát đúng câu này thôi. Mày truy sát Slim, không nói nhiều. Mày cả mày nữa, mày đi đâu? Mày đi đâu sau này? Mày chạy. Đấy. Gặp Slim ở đâu là mình giết ở đấy anh em ạ.
không, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mày đây rồi. Ui nhưng mà đồng thế, ban Doom lệ, có ban Doom ở đây là mình chơi tốt anh em ơi. Quá. Đấy, tuy mình là người miền Bắc nhưng mà mình thấy cái bạn kia bạn ấy đặt cái tên này là mình cũng không thể yêu thương được rồi. Thế nên là mình quyết định là cho bạn ấy lên chảo. Cho bạn ấy chạy vào nơi một bạn. Rồi Slim, Slim ấy, vẫn farm à. Không hiểu tại sao bạn ấy lại đặt quả tên lúc xúc phạm như vậy anh em ạ. Mày chết đi. Úi dồi, phát đấy mà nó không chết là mình tốc biến và mình giết nó rồi. Toàn mình bắn chết rồi các bạn, ăn hết để mình truy sát một cái. Ôi 4-1 rồi. Quá xanh xao luôn em ơi. Đấy. Nháo nháo ạ. Bạn Doom, bạn Doom nhân chi sơ tính cà khịa anh em ạ. Từ nãy vẫn cà khịa mít mình. Rồi nhưng mà không sao hết. Không sao hết. Cái tầm này thì mình work tem bạn được rồi. Tuần tầm này hai AT nó đến cái mức này nó xanh lắm rồi anh em ạ. 4-1-5. Mà hỗ trợ hơi nhiều nha. Ăn được thêm nhiều mạng nữa ngon. Ôi ơi, xử lý mẹ chết đâu rồi. Mình muốn giết cái thằng này lắm rồi mà chưa được giết được mạng nào anh em ạ. Kiểu gì từ giờ cuối trận mình cũng phải giết nó. Rồi như giết đồng đội nó thì giết ADSP nó mình giết nhiều lắm rồi này. Giết 5 mạng rồi này. Chả mít nó nữa. Mà cái thằng kia mình cứ bắn gần chết là tem mình lại KS mất. Đau lòng anh em ơi. Trận này tâm điểm của mình vẫn muốn giết cái thằng Slim thôi. Mặc dù gặp cái bạn mít tem mình đánh nó không được hay cho lắm. Nhưng mà mình vẫn cố gắng. Nó gọi là cố gắng em ơi. Rồi. Đây cũng là cái trận cuối lên danh tinh anh của mình mà. Rồi rồi rồi. Giết mình luôn đó. Làm gì làm gì. Rồi Châu ạ. Châu à mày. Ui thấm đấy. Bây giờ mình hơi bị thấm đấy. Ui, mày chết rồi. Mày chết rồi Châu ơi. Mày định làm gì hả. Rồi rồi. Rồi chúng bay định làm cái gì. Đó đó. Thằng Sở Lim đâu rồi. Chui cái mặt mày ra đây xem nào. Đồ sát này luôn. Bố khỉ đặt quả tiền. Nhìn ngứa mắt vãi đã anh em ơi. Úi dồi đây rồi mày đây rồi. Mày đây. Úi dồi, thôi 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 vẫn chưa mất trụ ạ. Lấy trụ này lấy trụ này anh em ơi. Đây rồi. Úi dồi hang về. Úi dồi, em đi đâu về Slim ơi. Phát này nó lại chạy vào được. Cày thế. Kiểu gì mình phải giết nó được một phát anh em yên tâm. Cái thằng này. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, phát này mày chạy. Mày chạy, mày chạy hộ. Chết đi. Slim mà mày. Đó, mình giết nó được một phát là mình mừng rồi anh em ạ. Ngáo thề cái thằng này. Đó. Truy sát Slim luôn. Gặp đầu giết đấy anh em ạ. Mấy bạn trước là tem mình. Nó AFK rồi, à nhầm. Tem mình nó KS thôi, lại nhầm tem mình nó AFK anh em ạ. Hơi sai sai. Rồi, nhưng mà mình vừa bị chết ngu một mạng rồi. Và team mình chắc là nó thắng luôn phát này rồi anh em ạ. Rồi, nổ trụ. Ok. Thì cuối cùng nó cũng kết thúc cái game này rồi. Thì anh em từ từ. Anh em ơi, từ. Đấy, chuẩn bị mình lên danh tinh anh này anh em này. Đấy, anh em để từ mình phải ra kia mình tố cáo cái thằng Slim cho nó bỏ tức anh em ạ. Bố khỉ. Đâu rồi? Đâu rồi? Ní giời ơi, lên rồi. Lên rồi, đấy cho anh em. Game nó là dễ. Đó. Rồi. Anh em ơi, mình phát này mình ra ngoài mình tố cáo Slim luôn. Ôi sư. Lão nào. Từ từ bạn ơi. Đây rồi. Đây. Mình sẽ tố cáo cái thằng Slim anh em ạ. Anh em xem nhá. Thôi bạn. Mình còn chưa làm được việc gì. Mời cái gì. Rồi. À, thằng này mình phải tố cáo nó anh em ơi. Đây. Ốc lợn Nam Kỳ. À, cái tên. Càng nhìn vào cái tên mình càng cay cú anh em ạ. À, cái thằng này. Được. Tố cáo mày luôn. Nào. Đây là gì nhỉ? Tố cáo lý do gì bây giờ? Đây, ngôn từ đả kích. Đúng rồi. Ngôn từ đả kích anh em ạ. À. Phá trận nữa. Nó chết nhiều mà. Đấy, cố ý bị hạ. Đấy. Phá trận. Đó. Rồi. Chặt này. Đấy. Phân biệt vùng miền anh em ạ. Đó. Nội dung là phân biệt vùng miền luôn. Cái thằng này
chưa bao giờ mình phải dừng lại để mình tố cáo kiểu này, nhưng mà chắc là không tố cáo được đâu, nhưng mà mình cứ tố cáo thôi. Ôi, lại còn cả bạn học sinh nghỉ hè này. Học sinh nghỉ hè ạ. Rồi ôi, thế bạn này thì nó lại cho cái lý do là đấy, hết nghỉ hè rồi, cho nghỉ game đi. Đấy, học sinh giờ vào học rồi. Đấy, cho nghỉ đi, cho nghỉ game đi. Đấy, nó hợp lý anh em ạ. Này thì học sinh nghỉ hè này, bây giờ hết hè rồi học sinh vẫn còn trong này vớ vẩn. Rồi ok, thì cảm ơn anh em đã xem cái video cắp lọ này của mình. Chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ nha.